Mời các bác cùng Vang Vọng đi tìm hiểu một mẫu thiết kế nổi tiếng của thương hiệu Jura. Jura là một thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp, được đặt tên theo một vùng đất sản xuất là những cỗ máy thời gian bền bỉ, hoạt động chuẩn xác. Và đây có thể nói là một cái mẫu thiết kế đẹp nhất mà thương hiệu Jura tạo nên. Ý em nói đây là cái thiết kế bên ngoại hình các bác nhé. Còn Jura sẽ có nhiều thiết kế cái bộ mặt số khác nhau. Đây là cái phần ngoại hình có thể nói là đẹp của thương hiệu Jura. Các bác cũng hay nhìn thấy em giới thiệu nhiều mẫu Jura rồi đúng không ạ? Rất là ít khi gặp được cái mẫu thùng thiết kế cánh cong. Và đây là một cái mẫu thùng có kích thước rất là lớn luôn. Về cái chiều dài các bác nhé, chiều dài của chiếc đồng hồ thì em đo được là rơi vào khoảng 60. Còn bề ngang tính từ bên tay trái sang bên tay phải là 50. Ở đây thì các bác có thể thấy là sẽ được sử dụng những cái phần vân nu khắc màu để tạo hình cho chiếc đồng hồ đúng không? Đây các bác này, đây sẽ là những cái phần vân nu khắc màu các bác nhé, thiết kế tạo hình cách điệu cho thiết kế bên ngoài. Hai cánh sẽ được thiết kế bẻ cong về hai bên và các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái phần gỗ vân nu tạo vân đối xứng này, người ta làm rất là tỉ mỉ các bác ạ. Ở đây em sẽ có chùm quả cherry. Các bác thường hay thấy là nho với đào, nhưng đây là một mẫu thiết kế thùng cherry các bác nhé. Chùm quả rất là đầy đặn đúng không ạ? Người ta muốn gửi gắm vào cái thiết kế bên ngoài là một chiếc đồng hồ đem lại cái sự ấm no hạnh phúc. Thế nên các bác mới thấy được cái phần quả cherry nó đầy đủ đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ sở hữu đó là gì? Một cái phần mặt số bát giác nằm các bác nhé. Bộ kim đặc trưng của thương hiệu Jura. Tay cầm này, kính dưới không thể chê đâu được vì cái phần kính dưới trắng gương gần như là chưa có một cái vết mờ hay là vết xước nào xuất hiện trên cái phần trắng gương này các bác nhé. Và đây cũng là một cái phần kính trắng gương đặc trưng của thương hiệu Jura. Ngắm tổng quan một lần nữa các bác nhé, thiết kế ngoại hình bên ngoài, một mẫu thiết kế thùng bè rất là sang luôn. Mời các bác cùng em đi vào bên trong nhé. Đây là một chiếc Jura Vang Vọng xin phép được giao lưu nguyên bản và em đã qua bảo dưỡng lau dầu đầy đủ với cái bộ máy nguyên bản 100%, phụ kiện đi kèm đầy đủ hết các bác ạ. Đầu tiên đây là cái phần mặt số các bác nhé. Thứ hai chúng ta sẽ có một cái phần quả lắc đây, rất là đẹp đúng không ạ, gần như là không có cái vết bóp nào xuất hiện trên cái phần quả lắc này. Tay cót zin các bác nhé, không biết các bác chủ cũ ngày xưa các bác ấy làm gì mà hàn thêm một cái đầu túi vít vào cái phần tay cót này, chắc là cũng có dụng ý đúng không các bác. Nhưng đây sẽ là một cái phần tay cót zin các bác nhé, móc cài để treo phần quả lắc này. Ngoài ra bên dưới chúng ta sẽ còn một cái phần giấy tờ giới thiệu về cái thiết kế của chiếc đồng hồ Jura này, vẫn còn được ghim sẵn ở vách sau đấy các bác này. Ốc chống hai bên đầy đủ luôn. Nên bên trên thì các bác sẽ thấy một cái phần củ công đặc trưng không thể lẫn đi đâu được của thương hiệu Jura. 8 thanh công thép cùng với 8 đầu vồ da. Đấy các bác có thể thấy đây. Thanh bắt chống máy đầy đủ các bác ạ. Và tất nhiên rồi, một cái bộ máy vách đồng nguyên bản các bác nhé. Đây các bác có thể thấy đây. Vách máy của chiếc đồng hồ này rất là đẹp luôn. Có thể nhận xét nó còn đẹp trên 95% các bác ạ. Và các bác để ý kỹ nha, đối với mẫu thiết kế này thì các bác không thể được không nên bị nhầm lẫn. Nhiều bác sẽ dùng cái thiết kế thùng này để nắp lên những chiếc ô đô hoặc là những chiếc FL4 bộng, thế là các bác cũng lấy thiết kế thùng đó để các bác nắp lên những chiếc đồng hồ ô đô. Thế nên đôi khi khi các bác sưu tầm ý, là đối với ô đô thì các bác sẽ thấy là bính bong là đứng đầu. Còn đối với những chiếc đồng hồ Jura vs FL thì chúng ta sẽ chơi về cái ngoại hình, vì những chiếc có ngoại hình đẹp có cái độ hiếm ngang với những chiếc đồ bình bong này các bác ạ. Còn bây giờ mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc Jura này chơi lên, bản Westminster 15 phút chơi nhạc một lần.
Đấy là tiếng chuông bản nhạc Webinton trên chiếc đồng hồ Zula. Nếu về nhận xét về âm thanh thì không thua kém gì những chiếc ô đồ máy 8 đâu các bác nhá. Đấy là đối với cá nhân em. Vì đôi khi một số chiếc Zula nó sở hữu cái bộ gông rất là chuẩn. Các bác có thể thấy đây, cái bộ gông rất là dài nhá. Đây là những cái cần khóa chuông này, hai bên đều có đầy đủ luôn để các bác khóa chuông trong cái lúc mà các bác không cần nghe chuông. Thiết kế tổng quan các bác nhá, một chiếc Zula đẹp nguyên bản này. Tiếng chuông hay. Đôi khi là các bác sẽ phải cân đối giữa cái việc là chơi cân đối giữa ngoại hình và âm thanh. Vì đôi khi nó thẳng với các bác là những chiếc ô đồ máy 8 mà sở hữu cái thiết kế thùng đẹp như này thì giá trị rất là cao. Đúng ạ. Và chiếc đồng hồ Zula này thì em đang có cái giá giao lưu khá là tốt. Em đang giao lưu với mức giá đó là 19,5. Một mức giá phù hợp để các bác sở hữu một mẫu thiết kế thùng bè vân nu đối xứng tiếng chuông bản nhạc Webinton trên bộ gông thép có độ trong cao. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.